Xin chào các thầy cô và các bạn. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các thầy cô và các bạn chúng ta cái cách chúng ta đặt background hay còn gọi là cái ảnh nền trong các cái cuộc họp Google Meet hoặc là trong Zoom hoặc là trong Microsoft Teams. Thứ nhất thì mình sẽ hướng dẫn cách đặt background trong Google Meet trước. Thì chúng ta mở cuộc họp lên. Thì giao diện của cuộc họp là sẽ như thế này. Thì để mà đặt background á, nghĩa là cái ảnh nền ở sau lưng cái ảnh của chúng ta này, ảnh nền sau lưng của chúng ta, thì chúng ta sẽ vào cái dấu ba chấm bên cái nút chúng rồi chúng ta vào là áp dụng hiệu ứng hình ảnh. Nó sẽ hiện qua ở bên này. Ở đây có hai cách chúng ta lưu ý này. Thứ nhất là chúng ta dùng các cái background có sẵn, nghĩa là các cái ảnh nền có sẵn để chúng ta đặt. Chúng ta ví dụ như chúng ta dùng cái ảnh này đó, thì nó sẽ hiện lên hoặc là dùng cái cảnh biển rồi, hoặc là cái ảnh vân vân. Đây là chúng ta dùng các cái background, các cái ảnh có sẵn. Nếu mà dùng cái ảnh mà chúng ta thiết kế hoặc là một cái ảnh có sẵn trong máy tính thì chúng ta lưu ý, chúng ta vào cái chỗ là dấu cộng này, tải hình nền lên, chúng ta click vào và chúng ta dẫn đến cái ổ đĩa mà chúng ta lưu cái ảnh đó. Chúng ta lưu ở đâu thì chúng ta chọn vào đó để mà chọn cái ảnh, ví dụ như một cái ảnh này. Rồi chúng ta mở upload để chúng ta áp dụng. Như vậy thì nó đã xong. Cái ảnh đây là từ máy tính. Chúng ta lưu ý là các cái ảnh này khi chúng ta ép lên thì nó sẽ là nó ngược. Tuy nhiên là trong cái cuộc họp hoặc trong cái lớp học của chúng ta thì cái ảnh này sẽ hiện trong cái cuộc họp nó sẽ là không có ngược, mà cái phản chiếu nó ngược lại. Chính vậy thì chúng ta không phải băn khoăn cái điều này. Đó là cái cách vào cái background, cái ảnh nền trong Google Meet. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn trên Zoom. Đối với trong ứng dụng Zoom Meeting á, thì để cài đặt ảnh nền thì chúng ta vào chỗ chúng ta video này. Video này, đây là video chúng ta đang tắt. Chúng ta muốn thì chúng ta mở lên là bên cấp click vào chỗ cái biểu tượng máy quay phim. Tuy nhiên là ở đây là đang tắt. Chúng ta muốn cài ảnh nền trong Zoom á, thì chúng ta vào cái mũi tên này. Cái mũi tên trong bên cái cạnh cái máy quay phim này, chúng ta click vào. Rồi chúng ta vào chọn là có cái chữ background này. Đó. Còn ở dưới đây là future, nghĩa là lọc, chọn cái lọc. Chúng ta chọn background. Rồi sau đó chúng ta chọn cái ảnh nền. Đó, cái ảnh nền. Chúng ta chọn, tùy chọn những cái ảnh nền có sẵn. Bây giờ muốn chọn một ảnh nền trên máy tính thì do ta thiết kế thì chúng ta vào là cái dấu cộng này, dấu cộng này, rồi chúng ta vào là image, vào image. Đây là các cái background đây có sẵn rồi, giờ chúng ta là chọn cái background có sẵn trên máy tính để chúng ta vào image. Rồi chúng ta chọn cái background mà trên máy tính của chúng ta do ta thiết kế hoặc là một cái hình ảnh nào đó. Rồi chúng ta upload là xong. Như vậy thì ở đây là nó ngược chữ, nhưng mà khi hiện lên trong cuộc họp thì nó sẽ có cái chữ nó phản chiếu lại. Đó là cái cách mà chọn background, nghĩa là cái ảnh nền trên Zoom. Ở đây chúng ta thấy này, chúng ta có thể dùng cái ảnh trên Zoom có sẵn này, trên thư viện của Zoom này có sẵn, hoặc là chúng ta chọn cái ảnh khác từ cái chỗ là S-Main ta click vào đây là chúng ta dẫn đến cái ổ đĩa để mà chọn, rất là đơn giản. Đó là về cái đặt background ảnh nền trên Zoom. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần Microsoft Teams để tạo cái background trên Microsoft Teams. Đối với Microsoft Teams á, thì khi chúng ta vào cuộc họp thì chúng ta sẽ thay đặt cái background bằng cách là chúng ta vào dấu ba chấm phía trên này, thêm hành động
Rồi, chúng ta click vào là áp dụng hiệu ứng nền. Rồi, sau đó chúng ta chọn các cái nền có sẵn. Các cái nền có sẵn nè. Chúng ta chọn nè. Nền nào cũng được. Rồi, chúng ta là click vào là xem trước. À, xem trước. Rồi, chúng ta là áp dụng và bật video. Cái này là đang tắt nên là có cái chữ áp dụng và bật video. Đó. Thì đây là trong giao diện trong Microsoft Teams, chúng ta có thể thay đổi cái nền theo cái ý thích của mình. Các cái nền có sẵn áp dụng. À, chúng ta chọn cái nền. Rồi chúng ta click vào là áp dụng. Đó, thì nó sẽ chuyển nền theo cái ý thích. Những cái nền này là những cái nền có sẵn. À, giờ muốn chúng ta đưa cái nền mà trong cái ảnh chúng ta thiết kế sẵn á lên á, thì chúng ta vào chữ thêm mới nè. Thêm mới mới thì đây là những cái ảnh mà chúng ta đã thiết kế sẵn, những cái ảnh có trong máy tính của chúng ta để chúng ta đưa lên. À, ví dụ như chúng ta chọn một cái ảnh này. Rồi, chúng ta sẽ click vào chọn áp dụng thì nó sẽ lúc đó nó sẽ hiện lên cái ảnh đó. Đây, click vào áp dụng. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ thay được cái ảnh mới trên Microsoft Teams. Nó cũng tương đối đơn giản. Ba cái ứng dụng dạy học trực tuyến này thì cái phần đặt ảnh nền, cái background á, thì nó tương đối giống nhau. Tuy nhiên cái thao tác chúng ta là nó khác một tí. Tuy nhiên là tất cả gần như giống nhau. Đa số ba cái ứng dụng này đều có cái ảnh nền hết, có sẵn hết. Rồi khi mà chúng ta dùng cái ảnh trên máy thì chúng ta vào chỗ thêm mới, hoặc là cái tùy mỗi cái ứng dụng để chúng ta chọn phù hợp. Rất là đơn giản. Chúc các thầy cô thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.